À, xin chào mọi người. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người về một loại sen đá, nhưng mà chắc hẳn là mọi người cũng đã biết qua cái loại này rồi. Nhưng mà thì hôm nay em sẽ giới thiệu với mọi người kỹ hơn về cách trồng, cách chăm sóc của loại sen đá này nhé mọi người ơi. Đây ạ. Thì đây. Đó. Với mà những bạn mà đã đam mê sen đá thì các bạn không thấy lạ lẫm gì với loại cây sen đá này. Thì đây là sen đá móng rồng nè. Đó, móng rồng này là một loại cây mà rất là quen thuộc với cả tất cả mọi người. Do đó thì chúng ta sẽ tìm hiểu về cách trồng và cách chăm sóc của loại cây sen đá này nha mọi người ơi. Thì cái loại sen đá này á, là một loại cây mà rất là dễ trồng, dễ chăm sóc và nó rất là thích nghi tốt với cả là những cái môi trường đó mọi người ơi. Những từ mà có thể miêu tả về cái sen đá này á, móng rồng này á, nó rất là dễ chăm sóc và rất là dễ thích nghi với cả môi trường. Đó, đây là một loại cây mà nó là một cái giống cây mà được rất là nhiều người lựa chọn để mà trồng trang trí trong nhà. Thế nên là hôm nay sẽ cùng Cây Đời tìm hiểu về cái loại cái sen đá này kỹ hơn nha mọi người. Đó. Thứ nhất là về sen đá móng rồng này là một loại cây mà rất là nhiều người biết đến rồi. Người ta thường gọi cái sen đá móng rồng này là cây móng rồng với mọi người. Đó. Đây được biết là một loại cây mà thuộc họ sen đá và thường mọc nước, rất là mọng nước đúng không? Đó. Mà nó rất là lạ nha mọi người. Về đặc điểm của cái cây sen đá này thì thường cái lá của nó thon dài này, về phía trước như thế này đó, và chiếc móng vuốt thẳng tung như thế này mọi người. Bên trên cái phần lá của nó này thì sẽ có những cái vân màu trắng đó, mọi người thấy không, thì sẽ có những cái vân màu trắng chạy ngang qua theo cái thân lá, và lá của nó sẽ giống như kiểu là mọc đối xứng nhau theo cái từng lớp một, từng cặp một ấy. Đó. Đó. Đấy. Đặc biệt là mỗi khi chạm vào cái lá sen đá của nó ấy, thì mình sẽ cảm giác như cái độ sần sần này. Đó. Mình sẽ cảm giác cái độ sần sần đó khi mà mình chạm vô cái cây sen đá này. Và những cái hạt li ti nó rất là thú vị mọi người ơi, kiểu mình sờ vào nó sẽ sần sần, và cái hạt cái vết vệt màu trắng này á nó rất là thú vị luôn đó. Thì sen đá móng rồng này cũng có hoa nha mọi người. Hoa quả sen đá móng rồng này thường thường nó sẽ là màu vàng và làm hoặc là có thể là màu đỏ. Thường nở hoa vào mùa thu và mùa đông. Thì thông thường nếu mà mình chăm sóc kỹ, chăm sóc tốt thì sẽ khoảng tầm 5 đến 6 tháng thì cây móng rồng nó sẽ nở hoa và nó sẽ ra hoa nha mọi người. Thì trên thị trường thì có rất là nhiều loại sen đá móng rồng, nhưng mà cái loại sen đá móng rồng xoáy này này đó mọi người, xoáy như này đúng không, đó là sen đá móng rồng Pháp, và hoặc là sen đá móng rồng Pháp và sen đá móng rồng xanh nữa mọi người ạ. Đó, về ý nghĩa thì sen đá móng rồng này thông thường thì được nhiều người lựa chọn để làm quà tặng, vì loại cây này nó sẽ mang ý nghĩa là sự bảo vệ và che chở may mắn cho một mối quan hệ bền lâu này, khăng khít hơn giữa hai người đó. Và còn ở trong phong thủy thì cây sen đá móng rồng này sẽ được trang trí trong cái ngôi nhà của mình, sẽ mang lại cho mình may mắn, tài lộc, và gia chủ sẽ gặp sẽ tránh những cái điều mà tiêu cực, rủi ro trong cuộc sống cũng như là trong công việc đó mọi người, nó sẽ mang lại tài lộc và may mắn cho mình nữa nhé. Đồng thời thì loại cây sen đá móng rồng này còn được người ta hay nghĩ bảo là cây loại này thì nó còn thường là có thể thanh lọc không khí và có thể cung cấp oxy nữa mọi người ơi, và nó có thể hút các tia xạ từ các thiết bị điện tử, điện thoại, máy tính này, tivi và các loại thiết bị điện tử khác đó, các sóng từ đó mọi người, nên là nó sẽ mang lại cho mình cái cảm giác là thoải mái và dễ chịu và rất là khoái nha mọi người. Thật ra thì cái loại sen đá này mọi người xem rất là đẹp đúng không ạ, nó còn có nhiều công dụng như thế, là nó sẽ mang lại nhiều tài lộc cho mình, nhiều may mắn này, và nó có thể lọc không khí cho cái môi trường sống của mình khỏe mạnh hơn đó mọi người. Nó rất là đẹp và rất là tiện lợi đúng không. Và cái sen đá móng rồng này nếu mà muốn nó
có cách trồng, thì cách chăm sóc ấy, thì mình xin được chia sẻ với mọi người về cách trồng của loại sen đá móng rồng này. Thì các bạn nên chọn cái loại mà sen đá móng rồng đã trưởng thành rồi và không bị sâu bệnh và gặp các cái tình trạng như kiểu là vàng lá hay là héo lá nhá. Đó. Còn về đất trồng thì các bạn chọn trồng cái đất mà nó có rất là nhiều giàu dinh dưỡng để có thể thích nghi cây và có thể phát triển cho cây nhé mọi người. Đó. Và từ đó thì chúng ta sẽ trồng loại sen đá này trưởng thành. Khi bạn mà chọn được cái phần lá của nó bánh tẻ ấy, là lá không già mà cũng không non mà nó vừa ấy, là nó phát triển rồi. Rồi mình ươm vào đất ẩm này trong vòng 1-2 tuần để cho cuống lá của nó mọc lên và nó sẽ mọc lên thành mầm cây con. Đó. Và nó sẽ thành một cái sen đá móng rồng mà nó to như thế này. Đó mọi người ơi. Về cách chăm sóc thì về nhiệt độ nhá. Thì loại cây sen đá móng rồng này phát triển rất là tốt ở điều kiện từ 18 đến 30 độ C. Và mọi người có thể thoải mái về việc trang trí nhà cửa và sân vườn của chúng ta. Về chế độ nước thì cái loại cây sen đá này thì các bạn nên tưới lớp vào một cái lớp vào 1 tuần 1 lần cho cây. Vì chỉ ở tưới ở mép chậu thôi, một cái phần đất đấy mọi người. Đó. Bởi vì nếu mà bám nước ở trên cái phần lá này của cây ấy thì nó sẽ khiến cho cây sẽ bị thối và bị úng rễ đó mọi người. Tại vì cái sen đá này giống như các loại sen đá khác thì nó cũng không cần phải tưới và không cần phải chăm sóc nhiều. Đó. Về ánh sáng thì khoảng 2-3 ngày thì mọi người lên để cho cây ra phơi nắng 1 lần. Đó, để có thể quang hợp cái tốt nhất và nó có thể phát triển nhanh nhất nha mọi người. Về lượng phân thì cây sen đá móng rồng này không cần quá nhiều dinh dưỡng nên cứ vài tháng thì bó phân có bó phân tan chậm cho cây á mọi người. Phân bón lá kiểu 20 20 20 cho cây là nó rất là phát triển và rất là tốt. Và nếu các bạn lau lá này, chú ý cái phần lá này cho cây giữ được màu xanh đẹp thì chúng ta nên kiểm tra cây 1 lần 1 tuần. Nếu mà phát hiện lá có bị úng bị héo thì chúng ta phải cắt bỏ đi ngay, tránh cái phần tránh cho cây có thể lây lan ra chỗ khác nha mọi người ơi. Đó. Sen đá móng rồng này là một lựa chọn mà rất là phù hợp trong tất cả mọi người rồi. Mình nghĩ là trong nhà mọi người nên trồng một cái cây sen đá như thế này thì nó có thể vừa mang lại phong thủy tốt cho mình, vừa mang lại tài lộc này, vừa mang lại may mắn, mà nó có thể giúp cho ngôi nhà của mình được thanh lọc các bụi bẩn này, từ bụi mịn này đó và các thiết bị điện tử xung quanh nữa đó. Cái sen đá này là một loại sen đá rất là đẹp, sở hữu cho mình cái vẻ đẹp rất là độc đáo này. Đây là một loại cây sen đá mà rất là nhiều người ưa chuộng rồi đó. Thì cái tên của loại sen đá móng rồng này ấy, thì là một loại móng rồng mà nó tượng trưng cho cái móng vuốt của con rồng với thân của nó nhỏ và cái nó thấp thấp như thế này, bao quanh như chiếc lá với cái viền là ngang trắng như thế này, nó rất là độc đáo đúng không mọi người ơi. Đó, cái sen đá móng rồng này thì nó phát triển cũng khá là chậm và có kích thước nhỏ, nhưng mà khi mà nó trưởng thành thì cây có thể cao khoảng tầm 30 mét đó mọi người. Nhưng mà cái loại sen đá phải là cái loại mà nó đã phát triển lớn rồi đó. Về kích thước thì kích thước nhỏ như thế này thì sen đá móng rồng này thường được trồng trong chậu để làm để ở bàn làm việc nè em, và chúng ta có thể tạo cái điểm nhấn hoàn hảo cho cái không gian môi trường sống của mình mọi người ơi. Đó, rất là phù hợp nhá, để cho cái không gian phòng của mình nó bớt đó trống trải hơn nè, bớt bớt trống vắng hơn và tăng cái cảm giác gần gũi với thiên nhiên hơn đó mọi người. Và cái sen đá móng rồng này ấy, theo phong thủy theo tâm linh ấy, thì mọi người ơi, cái sen đá móng rồng này theo phong thủy thì nó sẽ luôn mang lại may mắn tài lộc và giữ bình an cho mình, bởi vì cái cây này ấy, nó sẽ thường cố gắng lựa chọn những cái điểm mà phù hợp nhất của mình, tuổi tác đó theo mệnh của mình ấy, thì lựa chọn theo cái phong thủy. Thì cây sen đá móng rồng này thường thì hợp với cả tuổi Dậu này đó, người tuổi Dậu thì biết đến nó luôn kiểu là trí khôn đấy mọi người, trí thông minh vượt trội hơn các mệnh các tuổi khác và nó nhanh nhẹn nhạy bén hơn trong công việc thì rất là phù hợp với cả tuổi Dậu đó. Và trồng sen đá này lựa chọn hợp lý nhất cho những mệnh kim và mệnh mộc nha mọi người. Tuy nhiên loại cây này phù hợp với cả mệnh thủy. À không, phù hợp với cả mệnh thủy, bởi vì cái sen đá này thích hợp trồng với điều kiện khô hạn, ít nước ấy. Nếu mà người mệnh thủy mà trồng những cái loại sen đá này sẽ gặp rất là nhiều điều khó khăn
nha mọi người ơi. Mình có thể loại này có thể công dụng là trang trí cái không gian này và có thể lọc nó thanh lọc không khí này đó. Với cái ưu điểm và cái vẻ đẹp cũng như là cái công dụng của mình thì cái móng rồng này, cây cảnh này được rất là nhiều người ưa chuộng này, lựa chọn một trong những yếu tố mà nhận được sự quan tâm của mọi người chính là giá thành. Thì cái sen đá móng rồng này thì cũng khá là rẻ thôi mọi người ơi, thông thường nó sẽ dao động bán khoảng từ 30 đến 100 ngàn tùy vào cái loại và tùy kích thước của cây, mà cây nó có thể cao khoảng tầm 30 cm thôi mọi người đó. Thì với cái mức giá này thì có là phù hợp để cho mọi người có thể là lựa chọn cho mình một loại sen đá như thế này rồi đó. Thì mọi người có nhu cầu thì mọi người có thể liên hệ mình qua số hotline, hoặc là mình có để cả thông tin của showroom Cây Đời là thông tin của quán đấy mọi người. Thì mọi người có thể gọi cho mình hoặc là đến trực tiếp tại showroom để có thể tham khảo những dòng sen đá mà mọi người thấy phù hợp thì mọi người xin về nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, bye bye ạ.